đô la Mỹ. Sắp tới có khoảng 10 dự án đầu tư được cấp giấy phép, trong đó có các dự án cây cà phê và xà lan Lush liên doanh với Liên Xô với quy mô khá lớn. Sáng nay 27 tháng 10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị hiệp thương giới thiệu bổ sung người ra ứng cử Quốc hội khóa 8 tại đơn vị bầu cử 23. Đến dự có đại biểu của các ban ngành trong thành phố. Đồng chí Ung Ngọc Tri, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Thành phố, giới thiệu trụ sở của đồng chí Nguyễn Văn Tư, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Việt Nam ra ứng cử bổ sung tại đơn vị ban tại quận 10-11. Danh sách do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Trung ương giới thiệu. Đồng chí Nguyễn Văn Hanh, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Thành phố, giới thiệu trụ sở của hai ứng cử viên là đồng chí Nguyễn Vĩnh Nghiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố và đồng chí Nguyễn Thị Mai Thanh, kỹ sư giám đốc xí nghiệp cơ điện lạc thuộc Sở Công nghiệp. Danh sách do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố giới thiệu ứng cử về đơn vị bầu cử 2 tại quận Nhất Năm thay cho các đồng chí Nguyễn Hiển Mỹ, Phạm Hùng đã mất và đồng chí Nguyễn Văn Hải khai mỏ xin rút tên. Hội nghị hiệp thương đã bầu ra bầu cử bổ sung cho hai đơn vị bầu cử để Quốc hội khóa 8. Nó hơi ghé thắm. Giới thiệu rồi đi, mình chụp cho Phú chị Mai, cái chị Mai cũng sửa tướng. Chị Mai sau này cũng tiếp làm ghê sửa tướng để chụp hình, chị biết không? Phú chụp trước đi, chị chụp từ sau chụp. Nó cầm sao nó thấy không đủ ánh sáng, sao vậy? Chụp bằng bóng đèn ở trong nhà, phải chụp bằng bóng đèn. Không dám rớt máy luôn á. Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tiến hành kỳ họp thứ 20 khóa 3. Kỳ họp thứ 20 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa 3 lần này nhằm đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch nhà nước trong 9 tháng đầu năm. Thực hiện trong quyết tư năm 89, thông qua dự toán ngân sách 9 tháng và tự kiểm điểm của thường trực. Anh quay em để gì chơi hả? Rồi chú anh xóa lại hả? Phó Chủ tịch Ủy ban kế hoạch tỉnh Đồng Nai đã báo cáo dự thảo tình hình thực hiện kế hoạch nhà nước 9 tháng đầu năm. Đồng chí đã nêu bật tình hình về công tác đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật khối nông lâm ngư. Đồng chí Đoàn Văn Điện, hiệu trưởng nhà trường, cho biết một số nét chính về nhiệm vụ đào tạo kỹ sư khối nông lâm ngư trong những năm qua. Từ ngày thành lập đến nay, đã có trên 3.000 kỹ sư đào tạo hệ chính quy và trên 1.000 không chính quy tốt nghiệp, hiện đang giữ nhiều chức vụ quan trọng trong nghiệp vụ chuyên môn của mình. Trường có 7 khoa, gồm nhiều môn học khác nhau, giáo viên phần lớn có trình độ phó tiến sĩ và tiến sĩ, được đào tạo từ nhiều nguồn khác nhau. Do đó, chương trình giảng dạy cho sinh viên rất phong phú và đa dạng. Hàng năm, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp ở các chuyên khoa đạt khá cao. Mặc dù vậy, trong công tác đào tạo của trường vẫn còn chưa chú trọng tới thực tế của xã hội, chưa đa dạng hóa loại hình đào tạo. Cho nên, khi sinh viên tốt mở rộng đào tạo kỹ sư nông lâm chuyên ngành, góp phần đáp ứng yêu cầu của xã hội, trị giá 3 triệu đồng. Đồng thời, sở cũng tặng thêm một bộ bàn ghế gỗ tốt nhằm tạo điều kiện cho gia đình ông Trần Văn Lương có thể ăn ở sinh hoạt ổn định tươm tất hơn. Theo dự kiến, từ nay đến cuối năm, Sở Thủy sản tiếp tục vận động quyên góp vốn để xây dựng thêm một căn nhà tình nghĩa khác và đóng góp một phần kinh phí cho việc xây dựng một lớp học hoàn chỉnh để tặng huyện Củ Chi. Ngoài ra, công ty xã Phi Quân của Sở Thủy sản cũng có kế hoạch đầu tư xây dựng 5 căn nhà tình nghĩa cho huyện Củ Chi trong thời gian tới đây để tặng các gia đình diện chính sách tại địa phương đang khó khăn về nhà ở. Để chuẩn bị cho năm du lịch 1990, xí nghiệp tư doanh Đại Thành ở quận 3 thành phố Hồ Chí Minh đã sản xuất nước sếp phục vụ cho khách sạn và nhà hàng trong nước. Trước đây, xí nghiệp Đại Thành là tổ sản xuất các phụ tùng xe đạp và xe Honda, nhưng do tình hình tiêu thụ sản phẩm gặp rất nhiều khó khăn, xí nghiệp đã chuyển sang sản xuất nước sếp là một sản phẩm mới có khả năng tiêu thụ nhanh. Trước khi sản xuất, xí nghiệp đã mua mẫu ghế của Thái Lan về nghiên cứu. Sau đó 2 tháng, đợt hàng đầu tiên của xí nghiệp đã ra đời với những thay đổi cho phù hợp với thiết bị và điều kiện sản xuất trong nước. Xí nghiệp đã cải tiến sườn ghế dẹp, xi mạ và dùng toàn nguyên liệu nhập nên chất lượng sản phẩm tốt, không thua kém hàng nước ngoài, nhưng giá chỉ bằng 1/3 hàng nước ngoài. Sau đợt chào hàng, các khách sạn của Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh đã đến ký nhiều hợp đồng. Từ nay đến cuối năm, xí nghiệp sẽ sản xuất 500.000 chiếc ghế cho các đơn vị đặt hàng. Công ty thực phẩm 2 thuộc Sở Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh ngoài việc tổ chức sản xuất chế biến tạo thêm nhiều nguồn hàng kinh doanh nội địa. Bước vào quý tư này, công ty đã liên doanh với các cơ sở chế biến chuối sấy xuất khẩu tại thành phố như cơ sở Hoa Sen, Bình Thạnh, Hồng Nhung, Tân Bình, Thiên Hương, Thủ Đức, Thi Lương, quận 6. Các cơ sở trên đây có cơ sở
mặt bằng, kỹ thuật và lao động. Hiện nay, trong phạm vi quy hoạch, Bến Nghé là một cảng mới của thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, vẫn còn 15 hộ gia đình cư trú gây ảnh hưởng đến công tác bảo vệ trật tự an toàn ở cảng. Tình trạng trẻ em giật đồ đạc, người lớn mua bán hàng hóa bất hợp pháp luôn diễn ra, khiến lực lượng công an cảng phải mất nhiều thời gian giải quyết. Các hộ này đều không có quyền sở hữu đất đai, nhưng ban chỉ đạo giải tỏa bao gồm những đơn vị có liên quan đã giải quyết thỏa đáng, như kiểm kê tài sản qua màu từng hộ để đền bù theo thời giá. Mỗi hộ sẽ được cấp mấy cái mà hay đó chứ mà trong xây dựng cuộc sống. Về cái này nó ngồi mà ráp từ miếng mà nó trời cái công này kể ra nhiều tiền quá. Rất thành cái này.